Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giảm phiên thứ sáu liên tiếp do tỷ giá đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường không còn đặt cược vào mức giảm lãi suất lớn hơn cho cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép. Một dự báo cho rằng giá vàng có thể sẽ giảm về vùng 2.500 đô la Mỹ một ounce trong vài tháng tới, nhưng sẽ giữ vững ở mức cao trong năm 2025. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm và đánh mất mốc 85 triệu đồng một lượng ở chiều bán, trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 tiếp tục đồng loạt hạ nhiệt ở các thương hiệu lùi về dưới mốc 83 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức khoảng 3 triệu 800 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 2 triệu 100 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 82 triệu 500 cho đến 83 triệu 700 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 82 triệu đồng một lượng và 82 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Mê Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 83 triệu 700 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 82 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 32.056.000 đồng một lượng đến 81.500.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 34.556.000 đồng một lượng đến 82.800.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn,
Giá vàng thế giới đã nối dài đà giảm trong 6 ngày liên tiếp do chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng đô la. Chỉ số đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất gần 2 tháng, khiến vàng thỏi trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng các loại ngoại tệ khác. Bên cạnh đó, kỳ vọng xung quanh đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tại cuộc họp tháng 11 cũng tạo áp lực không nhỏ lên giá vàng. Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed được công bố cho thấy các quan chức ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sâu hơn. Tuy nhiên, một số ý kiến ủng hộ việc mức giảm 25 điểm cơ bản, coi mức cắt giảm 50 điểm cơ bản là quá mức. Vàng, tài sản được định giá bằng đồng đô la và không mang lãi suất, giảm giá dưới áp lực đến từ đà tăng của tỷ giá đồng bạc xanh và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng lên sát mức 103 điểm, cao nhất gần 2 tháng. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số này đã tăng 0,84%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đi lên sau khi vượt ngưỡng 4% lần đầu tiên trong 2 tháng vào đầu tuần này. Hôm qua, lãi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 3,8 điểm cơ bản, đạt mức 4,082%. Lãi suất của kỳ hạn 2 năm đã tăng 4,3 điểm cơ bản, đạt mức 4,029%. Những chuyển động này diễn ra khi thị trường trong tuần này không còn đặt cược rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp vào đầu tháng 11. Biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 9 của Fed được công bố vào ngày 9 tháng 10 cho thấy đa số các thành viên dự họp ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp đó. Tuy nhiên, biên bản cũng cho thấy quan điểm của Fed là không vạch sẵn một kế hoạch cắt giảm lãi suất cho tương lai. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà đầu cơ đang đặt cược khả năng 77,8% Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 11 với mức giảm 0,25 điểm phần trăm. Khả năng Fed không giảm lãi suất trong lần họp này là 22,2%, tăng lên từ mức 16,8% của phiên trước đó. Chiến lược gia trưởng ông Philip Chable của công ty Blue Line Futuri nhận định với hãng tin Reuters: đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên và các số liệu kinh tế ủng hộ nhiều hơn việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Carlo Alberto de Casa của công ty tài chính Calixit Money, xu hướng giảm của lãi suất và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn đồng nghĩa giá vàng còn được hỗ trợ trong dài hạn. Trong một báo cáo, nhà kinh tế Diego của công ty nghiên cứu Oxford Economics đưa ra quan điểm tương tự. Ông cho rằng xung lực tăng của giá vàng đang suy yếu, nhưng các yếu tố nền tảng mạnh mẽ giữ giá vàng ở mức cao trong năm 2025. Trong báo cáo nhận định, giá vàng có nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn vì đợt tăng vừa qua được hỗ trợ nhiều bởi xu hướng giảm của lãi suất thực. Ông Diego dự báo, trong bối cảnh như vậy, nhiều nhà đầu tư có thể sẽ bán vàng để chốt lời. Vị thế đầu cơ vàng giá lên đang ở mức cao nhất kể từ sau đại dịch COVID-19 và tăng thêm rất chậm trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy các nhà đầu cơ có thể đang cảm thấy vàng kém hấp dẫn hơn trước. Ông cho rằng trong thời gian từ nay cho đến tháng 1 năm 2025, giá vàng có thể sẽ giảm và tích lũy ở vùng 2.500 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng cho rằng sau đó giá vàng sẽ tăng trở lại và giữ ở mức cao trong năm 2025 vì các yếu tố nền tảng về cơ bản vẫn còn có lợi cho giá vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.